À, chúng ta tiếp tục các anh chị. Bây giờ là chúng ta đến một cái kỹ thuật mà được sử dụng rất là rộng rãi khi chúng ta cần nhập liệu hàng loạt. Tức là chúng ta sẽ cập nhật thông tin của một loạt những cái đối tượng. À. Nếu như chúng ta muốn cập nhật riêng từng đối tượng thì cũng được. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn làm tăng cái tốc độ để làm tạo cái tính tiện dụng cao hơn, đúng không ạ? Thì khi đó là chúng ta sẽ buộc lòng là chúng ta sẽ phải tiến hành nhập liệu theo cái dạng là lưới. Thì trên lưới á, nó có thể có cho phép chúng ta thêm mới, có thể cho xóa, có thể cho cập nhật. Nhưng mà tôi khuyên các anh chị và tôi cũng chỉ hướng dẫn cho các anh chị đúng cái phần cập nhật là trên cái dữ liệu đã có rồi. Các anh chị mà làm thêm cái phần thêm mới á, với phần xóa đó, đôi khi chúng ta không kiểm soát được đâu. Không kiểm soát được là tại vì do cái quá trình nó làm rất là tự động ở trong cái chuyện đó. Thì đó làm ra nó sinh ra những cái lỗi mà các anh chị không có hình dung ra được hết đâu. Em à. Và không nhất thiết đâu, thường thường thêm mới mà trên lưới trực tiếp á thì nó cũng không có nhanh hơn bao nhiêu so với cái chuyện chúng ta thêm ở bên ngoài, thêm mới giống như cái hồ sơ ở bên ngoài thôi, phải không ạ? Và cái xóa thì cũng vậy luôn nữa thôi. À, chỉ có cái cập nhật trên lưới thì đúng là nó có nhanh hơn, à, rất là nhanh hơn. À. Cái bài toán đặt ra ở đây là đầu tiên là tôi chia làm hai loại. Thì cái loại đầu tiên này á, đây là tôi hướng dẫn là cập nhật trực tiếp thông tin của một đối tượng X. Chúng ta đang xét một đối tượng X này nha. Ở đây chúng ta cập nhật trực tiếp thông tin của X vì một lý do nào đó. À, vì một lý do nào đó. À, ví dụ như cập nhật trực tiếp thông tin này á, là cứ giả sử như là ở đây là chúng ta đang có mà cái bài trong cái phim online mà các anh chị, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị á, thì là tùy bài tôi sẽ chọn ha. À, ví dụ như là tôi có thể chọn là cái bài nhập vô cái số huy chương vàng, số huy chương bạc, số huy chương đồng của một cái quốc gia khi thi đấu Olympic. Đó là thông tin của nó, tổng số huy chương nhập ở đây. Hay là chúng ta nhập vào là những cái thông tin liên quan cho đến là cái tổng cái thu nhập cuối năm. Giả sử chúng ta xét cho một năm thôi của nhân viên thôi. Thì chúng ta nhập trực tiếp luôn, tức là mọi hồ sơ đã có rồi hết trơn là chúng ta chỉ nhập thêm là cái thu nhập cuối năm mà chúng ta không có quan tâm cho đến những năm khác, nhập cho đúng một cái cuối năm đó thôi. Cái dạng này thì nó không có nhiều lắm đâu, nhưng mà đôi khi nó cũng có. À, chúng ta nhập trực tiếp cái thông tin vào trong cái X này nha. Thì cái thông tin ở trong này á, thì ngoài cái tên này ra đó là coi như là chúng ta nhập theo dạng hồ sơ, rồi một số cái thông tin đó là chúng ta đã nhập trong dạng hồ sơ rồi, nhưng ở đây chúng ta chỉ cập nhật lại một số cái thông tin nào mà chúng ta muốn thêm vô thôi, phải không ạ? À, ví dụ như là chúng ta cập nhật lại những cái thuộc tính dạng chuỗi, dạng số, dạng ngày, dạng logic, những cái dạng này bình thường á, với cái bảng X có số lượng X á, thì cái mẫu của nó sẽ là như thế này. Còn chúng ta mà muốn cập nhật với lại cái dạng Y này á, tức là một cái cột mà theo danh sách chọn á, thì tôi để lại ở trong cái phần cuối là tôi trình bày một chút cái kỹ thuật ở trong phần đó. Nó cũng tương tự giống như thế thôi, cái mẫu nó cũng giống như thế này thôi. Thì khi mà cập nhật ở đây á, nếu mà bảng X mà có số lượng X á, thì các anh chị làm rất là đơn giản, là các anh chị sẽ ở label code là chúng ta bảng X bằng dữ liệu đọc đọc hết vô rồi kết xuất nó ra. Nhưng mà khi kết xuất nó ra mình cho cái cột nào ở cột tên này á là chúng ta read only, hiểu không ạ? À, cột tên này sẽ read only đó. Và đúng ra đó thì là các anh chị chỉ cần xử lý biến cố đồng ý này thôi nè, chúng ta vẫn làm cái kiểm tra dữ liệu nhập. Rồi nếu dữ liệu nhập hợp lệ á là chúng ta lấy lại cái bảng X bằng dữ liệu của lưới, tức là lưới chấm data suột, rồi chúng ta ghi thôi. Tại trong quá trình người ta gõ gõ gì vô trong này á, là tự động nó chui vô trong cái bảng X này hết trơn nữa rồi đó. Tự động nó sẽ chui hết rồi. À, chỉ có cái câu lệnh này thì các anh chị lưu ý nha, cho dù rằng mình xuất lên trên trên cho người ta thấy là bao nhiêu cột không nói, nhưng mà chỗ này mình phải select sao, phải lưu ý nha. À, các anh chị ở đây kiểm tra dữ liệu nhập là chúng ta quét một cái dòng lặp trên từng cái dòng ở phần này, trên từng cái dòng của cái phần này, hiểu không ạ? Trên từng dòng của cái phần này rồi chúng ta đi kiểm tra lại cái số này nó có hợp lệ hay không, chứ chúng ta không có kiểm tra riêng từng cái. Tức là cái hàm mà kiểm tra dữ liệu nhập này thì nó cũng giống như hàm kiểm tra dữ liệu nhập bình thường, chúng ta cũng trả về một chuỗi thôi. Chỉ có điều rằng là lúc đó chúng ta không phải kiểm tra với một số nào hết, mà chúng ta kiểm tra với quét nguyên cái phần này. Và lúc đó đó là các anh chị có thể lấy dữ liệu trên lưới này, hay là các anh chị lấy dữ liệu trong cái bảng X này cũng được. Tại khi các anh chị gõ gõ này nó chui vô trong bảng X thiệt luôn nữa rồi đó, đó là chui vô bên trong đó luôn nữa rồi, hiểu không ạ? À? Tại khi mà chúng ta gán bằng data suột á, là nó có ý niệm gọi là kết buộc của nó vào á, là cái gì người ta gõ cho lưới này là cái đó nó đi vô trong bảng X này của mình lúc mà mình lưới chấm data suột ở đây. Đúng ra là chúng ta làm như thế là được rồi, cho cái vòng lặp thôi nha, tôi nhắc lại đó, cái vòng lặp thôi, cái vòng lặp rồi chúng ta kiểm tra cái số nó, nếu có thì chúng ta end cái chuỗi vô thôi. Nhưng mà
khi mà người ta gõ sai ở đây, ví dụ người ta gõ ở đây là con số, số đáng lẽ nó là 4 mà chúng ta gõ cho chữ A, chữ B rồi gì đó vân vân á, à thì là cái data error này nó sẽ dăng lỗi ra. À, các anh chị mà không xử lý cái biến cố này á, thì các anh chị sẽ thấy nó báo ra một đống lỗi. À, tôi nói cái phần này là các anh chị có thể khó hình dung, nhưng mà vô thực hành thực tế thì nó sẽ rất là đơn giản. À, thì các anh chị chỉ cần chọn cái biến cứ lưới chấm data raw này nè, các anh chị không cần làm gì hết trơn luôn nữa. Cái tức là các anh chị nói là lúc đó thì là, hoặc là các anh chị thông báo một cái lỗi nào đó thôi cũng được, thì đừng để cho nó tránh là báo một đống cái lỗi tiếng Anh như vậy thôi, kiểu mà không cần làm gì hết cũng được luôn nữa. Thì sau này trong những cái phim mà sau này, thực ra lúc mà các anh chị xem cái phim này thì chúng ta đã xem cái phim online rồi, tôi cũng đã minh họa rồi nha, tôi đã minh họa và vẫn nói rồi đó. Đó là trong trường hợp mà số lượng ít thì bao giờ tôi cũng sửa theo dạng đơn giản trước, nhưng bây giờ số lượng nhiều thì làm sao? Số lượng nhiều thì làm sao? Nếu mà số lượng nhiều á thì là chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái phần tra cứu vô ở trong này. Các anh chị chỉ cần bổ sung một cái phần là cái tiêu chí tra cứu vô trong này, ở đâu đó một cái tiêu chí tra cứu x. Chí tra cứu x này á, là chúng ta chỉ cần xử lý cái phần mà enter hay là click vô cái gì đó, ví dụ như tiêu chí tra cứu đơn giản nhất là y này là combo box, và các anh chị mới xuất cái này ra, và cái bài toán nó trả lời bình thường, không có gì hết trơn luôn nữa, bài toán nó trả lời bình thường nha. Nếu như tôi nhắc lại, nếu như mà cái này là nó lớn đúng không ạ, thì là chúng ta tra cứu nó, chúng ta cứ nhớ là lớn mà trên cái lưới này nó nhiều quá thì chúng ta dùng cái tra cứu này chúng ta lọc bớt nó lại, còn mọi cái thuật giải này y hệt. Lúc đó bảng x này, cái dữ liệu đọc này không phải là dữ liệu đọc tất cả nữa đâu, phải không ạ? Mà bảng x này là dữ liệu đọc này, là chỉ là dữ liệu đọc tương ứng với cái tiêu chí tra cứu này thôi, tương ứng với cái y hoặc tương ứng với cái tên nào đó vân vân thôi, còn ngoài ra tất cả mọi thứ là giữ nguyên hết trơn, không có sao hết trơn, hiểu không ạ? Đó, cái phần này thì tôi nghĩ rằng là khó thì là không khó đâu, nhưng mà cái này chỉ cần chỉ cho các anh chị một cái kỹ thuật chút xíu thôi, là kết hợp với sau này các anh chị đã coi phim online rồi thì cái phần này là khi mà xem đến phần này thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ hình dung ra được một lần nữa là cái kỹ thuật nhập liệu lưới nó là như thế nào. Nó rất là đơn giản, và trên một số sách thì nó viết phải nói là rất là rối tung lên hết trơn, tại người ta tham vọng quá nhiều, người ta muốn là trên cái lưới này vừa thêm mới, vừa là cập nhật, vừa là xóa gì lung tung hết trơn luôn nữa, và người ta muốn kiểm tra nó ở theo những cái hỗ trợ rất là nhiều của trên .NET đưa ra, mà đôi khi chúng ta xài nó thì nó càng rối lên thêm, càng rối lên thêm, nó các anh chị thấy nó quá nhiều cái biến cố ở trong cái chuyện đó luôn nữa đó. Mà tôi ở đây là tôi chỉ cho xử lý là cái data error, và khi mà giảng online chắc là tôi sẽ nói thêm một cái phần, thay vì kiểm tra dữ liệu nhập phần này thì tôi sẽ kiểm tra thêm cái phần validating thêm cái phần đó, thì là chúng ta có thể bỏ phần kiểm tra dữ liệu nhập ở trên này luôn cũng được luôn nữa đó. Và tự chúng ta sẽ ghi này nha, trên một số cái sách về cái .NET tôi thấy cái chỗ này nó sẽ làm cái chuyện binding trực tiếp, nó để cho nó ghi trực tiếp luôn, là chúng ta không có kiểm soát được cái gì hết trơn đó. À,